Ma nữ Bạch Thành. Ngựa của ta, ngựa ta chạy rồi. Thằng của dị cứ đi theo đại nhân đi, để ta đi tìm ngựa giúp ngươi. Nhị Lang, quay lại đây, mau quay lại, đừng tách nhau ra. Thằng của dị mau qua đây. Đi thôi. Nhị Lang nhất định là lành ít dữ nhiều rồi. Công chúa, cô có từng thấy cơn bão lớn như vậy bao giờ chưa? Chưa từng. Đều tại ta cả. Nếu ta giữ được con ngựa, Nhị Lang sẽ không phải đi tìm ngựa giúp ta. Vậy thì Nhị Lang cũng sẽ không mất tích. Chắc là Nhị Lang bị lạc đường thôi, hắn sẽ tự tìm đường về mà. Ngươi đừng vội tự trách. Đại nhân, chúng ta từ Ti Điền phải đi về hướng Tây mới phải. Tại sao còn phải quay lại sa mạc này? Không giấu gì ngươi, lúc chúng ta rời khỏi bộ lạc Thiên Mã, tộc trưởng đã nói với ta một chuyện. Sư quân, mọi chuyện mà ngài làm cho bộ lạc Thiên Mã bọn ta, ta không biết lấy gì báo đáp. Nếu sư quân đã muốn tới phía Tây tìm Nguyệt Thị, núi cao, đường xa, hung hiểm khác thường, có lẽ một chuyện mà ta biết này có thể giúp được ngài. Tộc trưởng cứ nói. Ông ấy nói, ở sa mạc sau khi rời khỏi Ti Điền này, có một nơi tên là Bạch Thành. Trong thành có một tấm thiên tàng đồ, đánh dấu tuyến đường chi tiết từ núi A Nhị Thái tới Đại Hạ, thậm chí đến đường sói, lối cáo gì cũng có. Thứ này đối với chúng ta mà nói là một tấm bản đồ đường đi rất tốt. Đại nhân, ngài muốn tìm tấm bản đồ này sao? Đúng vậy. Nếu như có được tấm bản đồ này, chúng ta sẽ có thể biết được Đại Nguyệt Thị hiện giờ rốt cuộc đang ở đâu. Chỉ là gặp phải cơn bão lớn như vậy là điều mà ta chưa lường trước được thôi. Nơi này làm gì giống như ngôi thành nào chứ? Bốn bề đều là sa mạc cả, không thể có người ở được. Có lẽ là ta đã tìm sai đường rồi. Cam phụ, theo ta đi tìm Dĩ Lan về đây. Đám hề, thang ngũ dị, các ngươi tìm nơi khuất gió cắm trại đi, đợi bọn ta về. Nhị Lang, Nhị Lang, Nhị Lang, Nhị Lang, cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng. Ta cầu xin cô tha cho ta đi, tha cho ta đi, ta cầu xin cô. Ở Bạch Thành không một người đàn ông nào có thể thoát thân toàn vẹn. Nhị Lang, Nhị Lang, đại nhân, cẩn thận.
không tìm thấy. Vị Lan thân thể cường tráng, chắc là sẽ không có chuyện gì đâu. Đêm nay chúng ta tạm ở đây đợi hắn đi, có khi hắn thấy ánh lửa sẽ tự tìm đến cũng nên. Ngươi chắc chắn vẫn muốn tìm Bạch Thành sao? Chỉ khi chúng ta tìm được Bạch Thành mới có thể lấy được thiên tàng đồ. Tấm bản đồ này đối với chúng ta vô cùng quan trọng. Nó không chỉ có thể giúp bọn ta tìm được phương hướng chính xác của Đại Nguyệt Chi hiện giờ, còn có thể giúp chúng ta tìm hiểu được rõ ràng địa lý núi non sông suối ở Tây Vực nữa. Như vậy tấm bản đồ của ta mới có thể hoàn chỉnh hơn. Vậy nếu Bạch Thành này chỉ là truyền thuyết thôi thì sao? Tộc trưởng có từng nói vị trí chính xác không? Không có. Ông ấy cũng không biết. Nếu bà cá cứ tiếp tục như vậy, số nước của chúng ta chỉ đủ kiên trì một ngày nữa thôi. Nếu có thể tìm được Bạch Thành, sẽ có thể tìm được nguồn nước thôi. Cô cũng cho rằng thực sự có Bạch Thành sao? Ta cũng từng nghe Phụ Dương nhắc đến, lúc bão cát nổi lên cũng chính là Bạch Thành. Năm đó người Hung Nô từng dẫn binh tấn công bọn họ. Chuyện từ khi nào vậy? Chắc là rất lâu rồi. Phụ Dương nói năm đó Hung Nô cũng muốn có được thiên tàng đồ của bọn họ. Nghe nói tấm bản đồ còn đánh dấu tất cả kho báu từ A Dĩ Thái tới Đại Hạ nữa. Kho báu? Kho báu gì vậy? Phụ Dương không nói, ta cũng không biết. Bọn Hung Nô đã lấy được bản đồ rồi sao? Không có. Họ còn chẳng tìm được Bạch Thành nữa. Vậy không phải vẫn chỉ là truyền thuyết thôi sao? Phải. Biển cát mênh mông thế này thật không giống có thành bảo gì hết. Nếu đó chỉ là truyền thuyết, tại sao lại nhiều người tin là thật vậy chứ? Nếu chúng ta đã tới đây rồi, vậy thì cứ làm rõ trước đi rồi tính. Ngày mai trời sáng cứ đi tìm Nhị Lang trước, rồi mới tiếp tục tìm kiếm Bạch Thành. Tiếng gì vậy chứ? Mọi người nghe đi. Gió kìa. Nước thánh rửa sạch bụi bẩn, ban cho các ngươi sức mạnh. Chỉ khi hoàn thành các lễ, các ngươi mới thực sự trở thành chiến sĩ Tư Thái Cơ. Các ngươi sẽ còn mạnh mẽ hơn cả đàn ông, mãi mãi không phải chịu sự ức hiếp của đàn ông nữa. Mãi mãi không bao giờ. Lễ Tư Thái Cơ suốt cuộc là thế nào vậy? Nguyệt Thần có gợi ý gì không? Có người từ phía đông tới. Trong tim của hắn có một ngôi sao sáng như ánh lửa. Là vị thánh được phái tới để chỉ dẫn chúng ta sao? Là sát tinh đến từ phía đông. Ngươi nhất định phải nắm bắt trái tim của hắn, hút cạn tinh huyết của hắn, rồi dâng hắn lên cho Nguyệt Thần, mới có thể hoàn thành đại lễ Tư Thái Cơ. Tìm ra hắn, nhất định phải tìm ra hắn. Có kẻ gây lén bắt lấy cô ta, kẻ gây lén nhất định phải chết. Du sư, cô ta chui vào hố cát rồi. Cô ta là sa thử. Sa thử không thể thông thạo địa cung thần nữ như vậy được. Cô ta nhất định là người của Bạch Thành chúng ta. Lục sát, nhất định phải tìm ra cô ta. Dạ.
gặp ác mộng sao? Ta mơ thấy tỷ tỷ cô, còn cả Nhị Lan nữa. Thằng của Nhị đâu? Thấy một cái ba lô rồi. Có khi nào hắn sợ quá đã bỏ chạy một mình không? Chắc là không đâu. Chắc là hắn đi tìm Nhị Lan rồi. Phải mau chóng tìm hắn về mới được. Người vẫn còn, chắc là chưa chạy xa được. Cô ở lại đi, để bọn ta đi tìm. Nhanh lên Nhị Lan. Nhị Lan, người đang ở đâu? Cam Nhị Lan. Nhị Lan, thang ngủ gì? Nhị Lan, thang ngủ gì? Đại nhân, tiếng gì vậy? Đi xem đi. Để ta đi xem thử. Nhị Lan, sao cô lại đi theo? Sao vậy? Đám thị, đám thề không sao chứ? Không sao. Đây là nơi nào? Hình như là hố cát dưới lòng đất. Hố cát? Không phải chúng ta gặp sa thử rồi đó chứ? Sa thử là cái gì? Lúc Hung Đô tấn công Bạch Thành, từng gặp một đám người chuyên chặt chân kỵ binh mã của Hung Nô. Lẽ nào Bạch Thành là bộ lạc của sa thử? Chúng ta phải mau chóng nghĩ cách rời khỏi đây thôi. Chất lượng khá đó, thần nữ nhất định rất thích. Thả ta ra, thả ta ra nào, thả ta ra, bắt lấy hắn. Cam phụ, tỉnh lại đi, đừng đụng vào ta. Ta là Sứ Tiết Đại Hán, còn sờ bậy ta chặt tay ngươi. Ngươi nói cái gì? Sứ gì cơ? Sứ Tiết Đại Hán. Ngươi thả ta ra đi. Sứ Tiết Đại Hán là quan gia, tí phẩm tốt, là quan gia, thần nữ nhất định rất thích. Tốt lắm. Còn hai người nữa đâu? Tìm họ về đây cho ta. Được, nhanh lên, nhanh lên nào. Đàm Hy, Đàm Hy, ngươi không phải sa thử, ngươi từ đâu đến? Trường An, Đại Hán ở phía đông. Vậy ngươi tới Bạch Thành làm gì? Bạch Thành, ta hỏi ngươi tới Bạch Thành làm gì? Ta muốn mượn nơi này để tìm Đại Nguyệt Chi. Không ngờ lại bị sa thử tấn công. Cho hỏi cô là, ta là ai đối với ngươi không quan trọng. Đây là bản đồ gì?
Bản đồ là bản đồ từ Trường An tới đây sao? Như vậy đi, ngươi đưa bản đồ cho ta, ta có thể đưa ngươi ra ngoài. Cô cần bản đồ của ta làm gì? Ta cần tới phía đông. Đưa bản đồ cho ta, đưa bản đồ cho ta. Đại nhân, đại nhân, du nữ, lũ sa thử chết thì các ngươi mau tránh ra cho ta. Du nữ, sao du nữ lại xuất hiện ở đây? Nếu ngươi biết ta là du nữ còn không mau tránh ra, các ngươi muốn chết sao? Du nữ sẽ không xuống động sa thử của bọn ta đâu. Nếu như có cũng là bị đuổi xuống đây thôi. Nhưng bây giờ chưa có du nữ bị đuổi xuống đây, không phải cũng muốn bỏ trốn đi chứ? Ta nhắc lại lần nữa, mau tránh ra cho ta. Được, vậy ta sẽ bắt cô rồi dâng lên cho du sư mẫu đổi lấy nước ngon để uống. Nhanh lên, chạy mau, chạy mau, chạy mau đi. Ngươi là ai? Ta là sứ tiết đại hán Trương Kiên. Đại hán, đại hán ở đâu? Ở nước Tần phía đông. Giải đi. Lại thêm một nam nhân nữa. Nam nhân, nhìn kìa, khỏe mạnh thật đấy, cao to thật. Nhìn kìa, sao thần nữ cũng ở đây? Phải đó. Đứng lại. Ta thấy cô nên cảm ơn ta đã cứu cô mới phải. Vừa nãy nếu để thần nữ nhìn thấy cô, đứng yên, nữ nhân cũng có thể giết được ngươi đó. Cô tới động sa thử làm gì? Ta bị lạc đường. Chẳng trách vừa nãy ta nghe cô đòi lấy bản đồ của tên nam nhân đó. Tấm bản đồ đó, nói ta nghe đi. Hay là như vậy, ta giúp cô lấy tấm bản đồ đó, cô cũng giúp ta lấy một thứ. Ngươi muốn lấy thứ gì? Động lòng rồi phải không? Hay là như vậy, chúng ta tìm một nơi yên tĩnh nói chuyện đàng hoàng thế nào? Ta muốn gặp thủ lĩnh của cả các ngươi. Ta có chuyện muốn nói. Ta là thần nữ Bạch Thành. Ngươi có gì muốn nói? Tại hạ mạo muội xâm nhập Bạch Thành, xin thần nữ thứ lỗi. Bạch Thần là dùng đất nữ nhân, cấm địa của nam nhân. Ngươi nói vô tình xông vào lấy gì làm chứng? Ta là sứ tiết đại hán, phụng lệnh đi sứ Tây Dực tìm đại quyền chi. Tình cờ đi ngang nơi này, không hề có ý đối địch với cô. Tính vật đi sứ của ta đang nằm trong tay các cô, xin thần nữ minh xét. Ta mặc kệ ngươi có mục đích gì. Nếu là tới Bạch Thành của ta thì phải bị xử phạt theo quy tắc nữ giới của Bạch Thành ta. Nữ giới? Thần nữ, thần nữ, thần. Thứ rẻ tiền. Trong mắt đám du nữ các cô, nam nhân bọn ta còn không bằng loài chuột sao? Còn không phải tại nam nhân các ngươi nói lời không giữ lời, bị nguyệt thần bỏ rơi là các ngươi tự chuốc lấy. Ta nói cho cô biết, nếu không phải vì nguồn nước ở đây, ta sẽ không ở lại Bạch Thành này ngày nào đâu. Một ngày nào cũng không, cô có biết không?
Các ngươi cũng đến từ Trường An sao? Phải thì sao? Ta nói cho cô biết, bọn ta là Sứ Tiết Đại Hán, không được phép vô lễ với bọn ta. Tên đàn ông đi chung với các ngươi đó, trong tay hắn có một tấm bản đồ, có phải không? Cô nói đại nhân sao? Đại nhân đang ở đâu? Ta hỏi ngươi có phải không? Đúng là có một tấm bản đồ. Là bản đồ từ Trường An tới đây sao? Phải. Ta hỏi cô đại nhân đang ở đâu? Cái ta cần là tấm bản đồ Trương Hán Sứ này. Nói đi, ngươi muốn thứ gì? Ta muốn thiên tàng đồ của các cô. Chẳng ai biết thiên tàng đồ đang ở đâu, vậy nên ta mới cần cô đi tìm. Không tìm làm sao biết được nó ở đâu chứ? Bao năm nay cũng chẳng có nữ nhân xuống đây, đám tiện dân bọn ta cũng không lên đó được. Nếu cô đã tới đây, vậy thì giúp ta một phen đi. Nếu ta tìm được thiên tàng đồ cho ngươi, ngươi lấy tấm bản đồ đó cho ta ở đâu ra? Tất nhiên là ta có cách rồi. Ngươi có thể có cách gì chứ? Trừ đám nam nhân chuẩn bị làm tế phẩm này ra, căn bản không có người khác có thể trà trộn vào Bạch Thành. Để ta đuổi theo. Không cần, rồi cô ta sẽ quay lại thôi. Vậy hai người kia phải làm sao? Đưa lên trên đi, đổi lấy chút nước. Tỷ tỷ, không phải tỷ nói sẽ đưa muội đi sao? Khi nào thì chúng ta đi? Bây giờ chưa được, để tỷ tỷ tìm được một tấm bản đồ đã, chúng ta sẽ có thể rời khỏi đây thôi. Tỷ tỷ, muội sợ lắm, muội không muốn làm lễ tư thái cơ đâu. Tỷ muội đừng sợ, chỉ cần có tỷ ở đây, tỷ sẽ không để muội lên đàn tế đâu. Bên ngoài thật sự không cần làm lễ tư thái cơ sao? Không cần đâu, tỷ tỷ sẽ không lừa muội. Ta được đối sẽ không để bộ phải chịu tổn thương như tỷ tỷ đã từng. Giết hắn đi. Đại nhân. Tỷ muội, đại lễ thần hợp 5 năm một lần chuẩn bị bắt đầu. Chúng ta phải dùng quại nhãn mà thuộc thần ban cho, tìm ra được một nam nhân trời chọn, để lại phúc lâu dài cho Bạch Thành chúng ta.
Nguyệt thần đưa các ngươi tới đây là để cho Bạch Thành, thần lực mà Nguyệt thần ký gửi trên người các ngươi, sứ mệnh của các ngươi là truyền thần lực đó cho con dân Bạch Thành này. Các ngươi phải quyết đấu theo lời răn của Bạch Thành, thắng thì sống, thua thì chết. Cái gì vậy chứ? Giết hắn đi. Đánh hắn đi. Hay lắm. Hay lắm. Hay lắm. Thắng thì sống, thua thì chết. Ca phụ, ca phụ, ca phụ, ca phụ là ta là Trương Kim, ca phụ. Đại nhân, cam phụ, hai người trúng độc rồi, tỉnh táo lại đi. Đúng rồi, nôn ra là xong đại nhân, nôn đi. Ca phụ, chúng ta uống phải thuốc mê của họ, không thể tàn sát lẫn nhau. Ca phụ, ca phụ, ca phụ. Ngực của hắn có hình xăm ngọn lửa, lẽ nào hắn chính là người được trời chọn? Lời tiên tri của Nguyệt thần, người được trời chọn cũng là sát tinh trời chọn. Giết hắn đi. Hắn
Tên này còn dũng mãnh hơn tên kia. Nam nhân đó phải chết. Giết hắn đi, giết hắn đi, giết hắn. Thể hiện thực lực của ngươi, giết hắn đi. Ta là sứ tiết đại hán Trư Kiên, phụng lệnh hoàng đế bệ hạ đại hán đi sứ Tây Vực. Tình cờ đi ngang nơi này không hề có ý xấu. Đại hán ta là nước văn minh, có văn quá kéo dài đã 3000 năm. Kiên là sứ tiết đại hán, không thể giết người vô tội được. Mong các vị lượng thứ. Sứ tiết đại hán, người lấy gì ra chứng minh thực phận của mình? Khi có tin tiết làm chứng, tin tiết đang ở đâu? Nhìn kìa, đó là gì vậy? Hình như là một tấm bản đồ. Thứ cho tại hạ mạo muội không biết tập tục lễ nghi của nơi này, dẫn thuộc hạ xông vào cấm địa. Xin thần nữ lượng thứ để bọn ta tiếp tục lên đường về phía Tây. Lời dạy của tổ tiên không thể làm trái. Hai người họ thắng thua đã rõ thì phải xử lý theo tộc quy. Lời dạy của tổ tiên Bạch Thành là nền tảng của sự tồn tại, nhưng sứ quân lại là khách quý từ phương xa đến, lại có quyết thống thuần chính lớn mạnh. Vậy nên ta quyết định sẽ tha cho ngài và tùy tùng của mình, có thể không cần tham gia quyết đấu. Sứ quân thấy thế nào? Đa tạ thần nữ. Ta là tùy tùng của đại nhân. Hắn là tùy tùng của ngài sao? Phải, hắn là tùy tùng của ta. Tha ngũ vị. Còn vị này nữa, cũng xin thần nữ tha cho hắn. Không được, hắn thua rồi. Theo lý mà nói phải xử theo tộc quy của bọn ta. Bà định đưa bọn họ đi đâu? Đến nơi mà bọn họ cần đến. Người đâu? Đưa sứ quân xuống, tắm rửa thay quần áo. Lại gặp nhau nữa rồi. Không ngờ ngươi võ dũng như vậy mà lại vẫn bị đánh bại. Thua nhận hắn đi. Ma nữ không phế hắn. Không ngờ ngươi lại có thể thoát thân an toàn. Quan nghênh gia nhập bọn ta, huynh đệ. Ta là sứ tiết đại hán Trư Kiên, phụng lệnh của hoàng đế bệ hạ đại hán đi sứ Tây Vực. Tình cờ đi ngang nơi này không hề có ý xấu. Đại hán ta là nước văn minh, có văn quá kéo dài đã 3000 năm. Khiên là sứ tiết đại hán, không thể giết người vô tội. Mong các vị lượng thứ. Sứ quân, thần nữ có lời mời. Được, ta tới ngay.
Đam Hy, Đam Hy. Trần Khiên tham kiến thần nữ. Sứ quân quả là khác biệt. Nhiều năm như vậy, ngài là người đầu tiên chiến thắng, nhưng lại không muốn lấy mạng đối phương. Không ngờ giữa sa mạc rộng lớn lại thực sự có tồn tại thần kỳ như Bạch Thành này. Trước Khiên vốn tưởng rằng đây chỉ là truyền thuyết, không ngờ lại có thể chính mắt nhìn thấy. Sứ quân vẫn luôn nói mình đi sứ Tây Vực, không biết mục đích là gì. Thần nữ hiếu kỳ đấy. Tây Vực chiến loạn liên miên, hoàng đế Đại Hán lệnh cho ta đi sứ, hy vọng có thể tìm ra con đường hóa giải mâu thuẫn. Như vậy xem ra sứ quân cũng là người được trời chọn của Đại Hán. Du sư mẫu từng bói quẻ hỏi Nguyệt Thần, nói sẽ được một nam nhân đến từ phía đông, trên ngực có hình xăm ngọn lửa. Sau khi thần hợp sẽ mang lại cho Bạch Thành thần nữ đời mới và sự phồn vinh. Nếu sứ quân chịu nghe theo Nguyệt Thần, sau khi thần hợp, ta sẽ đưa các ngài tới phía Tây. Sứ quân thấy thế nào? Thần hợp. Tập tục của Bạch Thành đúng là có nét đặc biệt riêng. Không biết thần hợp là điển cố nào? Có thể nói rõ hơn không? Rất lâu trước đây, bộ lạc của tổ tiên bị bọn tộc Mang Di tấn công. Nam nhân trong bộ lạc không màng sống chết của nữ nhân mà bỏ trốn một mình. Tổ tiên chịu đủ ô nhục, từ đó trở đi liền quyết định bất cứ chuyện gì sau này cũng không ỷ vào nam nhân nữa. Sau này bọn họ tìm được động huyệt này, xây dựng Bạch Thành, lập ra nữ giới. Đồng thời sau này phải kiên quyết bảo vệ gia trang, cho dù có chết cũng không để bị nam nhân bỏ rơi và sỉ nhục. Bất cứ nam nhân nào không được sống ở lại Bạch Thành để giữ nữ giới. Bất cứ người nào sau khi thần hợp sinh ra con trai cũng phải lập tức bỏ rơi, giao cho xa dân nuôi dưỡng. Ra là như vậy. Chẳng trách các cô lại hận nam nhân như thế. Nam nhân đối với Bạch Thành mà nói là sát tinh, là kẻ thù. Thứ cho Khiên mạo muội. Kể từ khi bàn cổ khai thiên lập địa, nam nữ vẫn luôn âm dương bù trừ, giống như mặt trời và mặt trăng thay nhau chiếu sáng, thiếu một cũng không được. Bạch Thành đi ngược thiên đạo, quả là hiếm thấy. Bọn ta cứ sinh sống theo nữ giới mà tổ tiên để lại, vẫn vui sướng, vẫn tự đắc. Sứ quân đừng tùy tiện phán xét. Thứ cho Khiên nói thẳng, nữ giới của Bạch Thành chỉ là do cơn giận nhất thời của tổ tiên mọi người mà ra. Đến nay mà mọi người vẫn tuân thủ giới luật, quả là hành động hẹp hòi. Nam nữ vốn nên âm dương hòa hợp, chứ không nên trở thành kẻ địch không đội trời chung như vậy. Người im ngay, lại dám miệt thị nữ giới của tổ tiên ta. Người đúng là to gan, có tin ta giết ngươi không? Khiên từ Trường An Đại Hán tới. Đại Hán là nước trọng tình nghĩa, xem nhẹ sống chết, trung với vua, bảo vệ già trẻ lớn bé, liều mình vì nghĩa vì mọi người, mong hai vị lượng thứ. Trước Khiên tuyệt đối sẽ không bất phân thị phi mà có lời nịnh hót, càng sẽ không vì sống sót mà hạ mình. Nếu không thể đảm bảo an toàn cho hai thuộc hạ, Khiên sẽ không phối hợp với bất kỳ chỉ thị nào của Nguyệt Thần. Được, để ta giúp ngài đi tìm hai tùy tùng đó của mình về. Hy vọng sứ quân cũng có thể làm theo chỉ thị của Nguyệt Thần. Bà đi tìm giúp ngài đi. Được, để ta tìm giúp ngươi. Sứ quân, mời. Cái này chỉ để an ủi sứ quân.
Hình như sứ quân có rất nhiều thành kiến với Bạch Thành. Hay để ta dẫn ngài đi tham quan đây đó, đập tan mối nghi ngờ trong lòng sứ quân. Trương Khi cũng có ý này. Tỷ tỷ, muội có nhìn thấy tay nải của tên sư giả đó không? Thần nữ bảo muội tới thu dọn, muội không nhìn thấy, chắc là hắn đã mang đi rồi. Được, ta biết rồi. Nữ nhân Bạch Thành trời sinh đã căm hận nam nhân. Sứ quân đừng thấy lạ, trời sinh đã căm hận ư? Cô nói vậy là sai rồi. Nam nữ vốn nên trời sinh hòa hợp mới phải. Ai làm việc đấy cộng sinh với dạng vật. Thứ cho Khiên nói thẳng, nữ giới của Bạch Thành thì giờ Khiên đã có thể hiểu, nhưng vẫn trái ngược với thiên lý. E là trong lòng sứ quân đang cho rằng nữ nhân rời xa nam nhân sẽ không thể sinh tồn sao? Không phải. Khiên chỉ cảm thấy nữ giới của Bạch Thành nếu cứ tiếp tục, e là khó lòng duy trì. Nữ nhân trời sinh yếu đuối, bên trong địa cung này không thể chăn nuôi, không thể trồng trọt, sao có thể duy trì cái sinh nhai lâu dài? Sứ quân quả nhiên cũng giống như đám nam nhân khác, tự cho thiên hạ rộng lớn, không có nam nhân thì không được. Hôm nay để ta cho ngài thấy, xem nữ nhân làm vua, rốt cuộc có thể duy trì cái sinh nhai bình thường hay không. Nhưng mà sứ quân đúng là khác biệt, không giống như đám nam nhân khác, còn biết nghĩ ra kế sinh nhai của nữ nhân bọn ta. Hy vọng nỗi lo của Khiên chỉ là dư thừa. Sứ quân mời. Cam phụ là sứ tiết đại hán, nếu các người dám động vào một cọng lông của ta, ta sẽ lấy mạng đám sa thử các người. Ta vừa dỗ lông ngươi đấy. Ta nhổ thêm cọng nữa này. Ta nhổ lông của ngươi, ngươi làm gì được ta? Ngươi mau thả ta ra. Thả ta ra đi rồi chúng ta thử xem. Ngươi hung hãn như vậy, là ai đã đánh bại ngươi? Là đám nữ nhân trên kia có phải không? Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta bị đánh bại? Ta chỉ là bị bỏ thuốc thôi. Hay là chúng ta thử xem? Được rồi, từ giờ trở đi ngươi là người của ta rồi. Theo quy tắc của Bạch Thành, ngươi phải để lại thứ gì đó. Để ta xem bị thương ở đâu thì thích hợp. Mũi ư? Miệng ư? Cánh tay hay là một cái chân? Ngươi có dám thả ta ra không? Còn già mồm, ngươi mà không bị thương thì không thể sống ở đây được đâu, có biết chưa? Muốn chết thì dễ lắm. Như vậy đi, ta tùy tiện một chút, chỉ trúng đâu thì đó đi, được không? Cánh tay, miệng, mắt. Ta thích mắt của ngươi. Ta thích mắt của ngươi. Vậy thì móc một con mắt trước đi. Tính người nóng như vậy, vậy thì chặt thêm một cái chân nữa. Tránh lại để ngươi chạy. Người đâu? Tới ngay. Ai đó? Không xong rồi, Du sư mẫu. Tránh ra. Nếu ngươi không thả ta xuống thì cho ta miếng nước. Nước ở đây đắt lắm. Muốn uống nước thì ta có này. Để ta cho ngươi. Ta không uống nữa, không uống nữa, không uống nữa. Dương sư mẫu, người có gì dặn dò? Tùy tùng của tên tiết sứ đó đang ở chỗ ngươi sao? Phải phải. Đúng vậy. Giết hắn đi. Được. Vậy người thử cho bọn ta thêm chút nước đi được không? Tiện dân, cho bọn họ chút nước đi. Dạ. Du nữ thưởng nước cho uống rồi. Nhanh lên. Du nữ thưởng nước cho uống này. Gào la cái gì? Tích trữ trước đi. Nước bọn họ cho ngày một ít hơn rồi. Uống tiết kiệm thôi. Tránh ra.
Du sư mẫu bảo ta giết ngươi. Không đúng. Theo lý mà nói, người bị ném từ trên đó xuống đều là người của Sa Thử bọn ta. Bà ta dựa vào đâu mà muốn giết ngươi? Sao bà ta biết được? Muốn giết thì giết. Ta buồn ngủ rồi. Nhất định là có nguyên nhân gì đó. Nói ta nghe, các ngươi tới đây suốt cuộc là muốn làm gì? Đi sứ Tây Vực, nghe có hiểu không? Không phải các ngươi đi tới tìm thiên tàng đồ đó chứ? Có thiên tàng đồ thật sao? Ta biết ngay mà, các ngươi là nhắm vào thiên tàng đồ. Không ngờ phải không? Bây giờ lại mất mạng ở đây luôn. Thả ta ra đi, để xem ai mới là người bỏ mạng. Người ta nói không phải là ngươi, mà là đại nhân của các ngươi. Ta nói ngươi biết, Bạch Thành không phải là một nơi bình thường. Trước giờ chưa từng có nam nhân nào vào đây mà có thể thoát ra an toàn. Đây chính là ma khố. Ngươi tưởng ta là trẻ con lên ba hay sao mà nói mấy lời quái quỷ này? Xem ra ngươi thực sự không biết sống chết là gì rồi. Đại nhân, đại nhân, ta nói ngài nghe, nơi này đúng là thiên đường nhân gian mà. Ngươi không sao là tốt rồi. Nơi này không tiện ở lâu, ngươi vẫn nên cẩn thận thì hơn. Đại nhân, chúng ta vẫn đi về phía tây nữa sao? Hay là chúng ta ở lại đây luôn đi? Ngươi, ngươi được rồi, ngươi muốn ở lại thì cứ ở đi. Đại nhân, đại nhân, ta hiểu rồi. Sứ quân, mời. Nơi này sản xuất ra ngọc thạch, mà ngọc thạch thì quý hơn vàng bạc nhiều, vậy nên bọn ta đã dùng ngọc thạch để buôn bán. Xem ra ngọc thạch mới là vốn làm thân của các cô. Ngài nhìn bên đó đi, ra khỏi đây chính là khu vực trồng trọt của bọn ta. Có phải Sứ Tiết đại nhân cảm thấy nữ nhân cũng có thể tự cung tự cấp không? Thần nữ tuy nói là vậy, nhưng thần nữ không cảm thấy mấy công việc nặng như vậy lại để nữ nhân làm có không hợp lẽ thường hay sao? Đó chỉ là quy tắc đại hán các ngài. Ở đây bất luận là chuyện gì, bọn ta cũng đều không coi mình là nữ nhân. Nữ nhân không cần dựa vào nam nhân cũng có thể sinh tồn. Ở đại hán, bọn ta không biến nữ nhân thành chiến sĩ. Tuy trên đời vẫn có chiến loạn, nhưng gia đình mà nam nhân bảo vệ vẫn là vì nữ nhân và trẻ nhỏ. Vạn vật trên đời đều cần cân bằng âm dương. Âm dương hòa hợp, vạn vật sinh trưởng mới có thể lâu dài. Ở đây âm dương tự mình qua làm một, các tỷ muội dựa vào chính mình, không cần chịu sự tổn thương từ nam nhân nữa. Thần nữ nói Bạch Thành có thể tự cung tự cấp, hiện giờ có phải Bạch Thành đang đối diện với nguy cơ hay không? Sao ngài lại nói như vậy? Dám hỏi thần nữ, Bạch Thành nằm sâu dưới lòng đất như vậy, nguồn nước từ đâu mà ra? Nguyệt thần sẽ luôn chiếu cố bọn ta, ban cho bọn ta nước thần. Thần Tuyền Cung chính là nguồn gốc của nước thần. E là chuyện không phải như lời thần nữ nói. Suốt cuộc là ngài muốn nói gì? Nơi này từng có nước đúng không? Trên vách đá đây là sông rêu đã khô cứng. Dưới đất còn có dấu vết thủy tảo sinh trưởng, chứng tỏ nơi này từng có nước. Chỉ là hiện giờ Bạch Thành đã bắt đầu thiếu nước rồi đúng không? Sao Bạch Thành có thể thiếu nước được? Xem ra thần nữ đã biết chuyện thiếu nước này rồi, chỉ là cố ý che giấu mà thôi. Khiên nói nhiều rồi, mong thần nữ lượng thứ. Bạch thần ta có nguyệt thần phù hộ, sẽ ban cho nguồn nước phong phú cuồn cuộn không ngừng.
giống như âm dương và nam nữ sinh ra và chết đi vậy, đều là lẽ sinh trưởng của vạn vật. Thần nữ thực sự cho rằng Bạch Thành sẽ không thiếu nước sao? Nếu thần nữ đã nói Nguyệt Thần mang nước, vậy thì có thể đưa Khiên tới xem Thần Tuyền Cung, đập tan mối nghi trong lòng được không? Đây chính là suối nguồn sinh mệnh thực sự của Bạch Thành ta. Dưới đó là bản đồ gì vậy? Đây là thiên tượng đồ tập hợp ngũ tinh phương đông. Mắt suối cũng không có nước. Mắt suối được Nguyệt Thần bảo vệ, lúc cần có tự khắc sẽ có. Chế tác quả là tinh xảo. Đây là do Nguyệt Thần ban ơn. Đợi ngày thần hợp, ánh trăng sẽ chiếu xuống, đến nham thạch cũng không che được ánh trăng. Đó là trọng địa bái tế, chưa tới lúc thần hợp, ngươi lại đưa sứ quân tới đây e là không hay lắm. Lỡ Nguyệt Thần trách tội sẽ trừng phạt chúng ta. Ta đang định trời đi. Đây là thịt gì vậy? Mùi vị rất lạ. Thịt chuột nhảy, ngon lắm, người nếm thử đi. Đúng là rất ngon. Sao ta thấy người giống người hung nô vậy? Người từng gặp người hung nô từ xa, băng qua sa mạc, phủ khắp rừng núi, không dễ đụng chạm đâu. Phải, ta là người hung nô. Vậy sao ngươi lại đi chung với Sứ Tiết Đại Hán? Chuyện này kể ra thì dài lắm. Năm đó ta đang làm gia nô ở Trường An, sau này mới đi theo đại nhân. Đi sứ Tây Vực lần này chớp mắt cũng mười mấy năm rồi. Trường An mà ngươi nói trông như thế nào? Lớn lắm. Cơm ngon, rượu ngon, cái gì cũng có. Các nương tử nhảy múa đẹp lắm. Cách đây bao xa? E là cũng phải cả ngàn dặm đấy. Sao vậy? Ngươi muốn đi à? Ta không tới đó được đâu. Ngàn dặm thì xa quá. Ta chỉ muốn tìm thấy thiên tàng đồ, rời khỏi đây thôi. Mãi mãi không chịu sự sỉ nhục của du nữ. Ta thực sự không hiểu, sao du nữ lại có thể khống chế các ngươi? Các ngươi đông người như vậy, cùng nhau bỏ đi là được rồi. Không có thiên tàng đồ, không tìm được nguồn nước, bọn ta không ra ngoài được, sẽ mắc kẹt mà chết trên sa mạc. Ta nghe nói có thiên tàng đồ sẽ có thể có được tất cả kho báu, từ núi A Nhĩ Thái tới Đại Hạ. Sao ngươi lại biết? Ta chỉ nghe nói thôi. Ngươi có biết bản đồ đang ở đâu không? Sao mà ta biết được? Nhưng mà hình như có người biết đó. Ai vậy? Ả dung nữ trên kia. Lần trước không phải cô ta muốn trộm bản đồ của các ngươi để rời khỏi đây sao? Tại sao cô ta lại muốn rời khỏi đây? Chuyện này thì ta không biết. Nếu cô ta đã muốn rời khỏi đây, vậy thì có thể để cô ta hỗ trợ chúng ta cứu đại nhân ra. Cô ta ở đâu? Để ta đi tìm cô ta. Ta đang có ý này. Nhưng mà cứu đại nhân các ngươi sau khi hắn thần hợp với thần nữ xong, chỉ có đường chết thôi. Đại nhân còn sứ mệnh trên người, sao có thể thần hợp với thần nữ được? Lẽ nào ngươi quên rồi sao? Ngươi và đại nhân của mình đã tàn sát lẫn nhau đến mức thừa sống thiếu chết. Ta chỉ là bị người ta chút thuốc mê.
bọn họ sẽ chuốc thuốc mê đại nhân ư? Đúng vậy, ta phải đi cứu đại nhân. Đừng, không phải đã nói chúng ta liên thủ rồi sao? Ngươi cần đại nhân, ta cần bản đồ. Được, ngươi có ý kiến gì không? Trong địa cung này không thể chăn nuôi, không thể trồng trọt, sao có thể duy trì cái sinh nhai lâu dài đây? Ở Đại Hán, bọn ta sẽ không biến nữ nhân thành chiến sĩ. Tuy trên đời giờ có chiến loạn, nhưng gia trang mà nam nhân bảo vệ vẫn là vì nữ nhân và trẻ nhỏ. Thế gian vạn vật xem trọng cân bằng âm dương, âm dương hòa hợp, vạn vật sinh trưởng mới có thể lâu dài. Trái tim nam nhân là lãnh địa của ma quỷ. Thân là thần nữ, ngươi đừng quên lời dạy của tổ tiên, tuyệt đối không được động lòng. Bà nói hắn là người được trời chọn. Người được trời chọn cũng là sinh ra để thần hợp thôi. Sau khi thần hợp, thần lực mạnh mẽ của nguyệt thần sẽ được truyền lên cơ thể của người. Người đừng quên, các tỷ muội vì muốn bảo vệ Bạch Thành mà hy sinh bản thân, tiếp nhận đại lễ Tư Cát Cơ, chiến đấu y như đàn ông. Người đừng quên sứ mệnh của mình, tuyệt đối đừng ỷ lại vào nam nhân. Nếu không, sao cũng chỉ đem lại sự quỷ diệt và sỉ nhục mà thôi. Thần nữ đã hiểu. Người phải khiến tên nam nhân đến từ phương đông đó triệt để thần phục người, bước vào trong trái tim hắn, nắm lấy nỗi sợ của hắn, khơi dậy dục vọng của hắn, khiến hắn triệt để thần phục người. Người đừng quên, người là thần nữ. Nhưng nam nhân này lại khác với những người trước. Nội tâm của hắn vô cùng mạnh mẽ. Ta sợ ta không thể chinh phục được hắn. Đừng sợ hãi, nguyệt thần sẽ giúp người. Trương Khiên tham kiến thần nữ. Sứ quân đến từ Đông Thổ Đại Hán là người được trời chọn, nhất định sẽ đem lại thần nữ đời tiếp theo cho bộ lạc thần nữ, giúp chúng ta nguồn nước dồi dào, gia viên còn mãi. Khi không uống được rượu, đây là cái gì?
Sứ quân, uống ly rượu này đi. Uống ly rượu này xong, ngài sẽ có thể nhìn thấy thần lực của thần mặt trăng. Đàm Cơ, phu nhân, Khiên, chàng còn chưa về nhà sao? Nhà của ta, nhà của ta ở Trường An. Nơi đó đã không còn là nhà của ngươi nữa rồi. Bệ hạ, Khiên xin cúi đầu lạy trăm lạy. Ngươi đi sứ 10 năm, đi mãi không thấy về, lại quy thuận hung nô, lấy vợ sinh con, phản bội Đại Hán. Lẽ nào ngươi đã quên liệt tổ liệt tông, quên cha mẹ đã ban cho ngươi thân thể tóc da này, quên cố thủ gia viên rồi sao? Bệ hạ, khi không giây phút nào là không nhớ quốc thổ, không giây phút nào không muốn về bên cạnh cha mẹ. Vậy sao ngươi chưa hoàn thành sứ mệnh khi muốn tìm thiên tàng đồ, sao đã tay tiến rồi tiếp tục sứ mệnh, ngươi còn xảo biện? Rõ ràng ngươi tham sự dịu dàng của Bạch Thành. Lùi hắn ra ngoài chém đầu cho ta. Đừng sợ, để ta đưa ngươi về nhà. Đàm Cơ, Đàm Hề, ngươi đi đâu rồi? Đây không phải là thật. Lòng ta nói với ta tất cả những điều này không phải là thật. Khiên là sứ tiết Đại Hán, tới đây tìm Đại Nguyệt Chi. Sao ta lại ở đây? Tình tiết của ta đâu? Trả tình tiết lại cho ta. Tây vực đâu đâu cũng là vách núi và sa mạc, ngài hà tất phải làm khó bản thân? Ngài nhìn nơi này đi, nơi này là chốn lạc thú nhân gian. Ở lại đây đi. Chốn lạc thú, các cô vốn là người bị hại vô tội, nhưng lại bị thù hận che mờ con mắt, rơi vào vực sâu do chính mình tạo ra. Nguồn nước ở đây sắp cạn khô rồi. Các cô sẽ bị sa mạc rộng lớn này, còn cả bão cát nuốt chửng sớm thôi. Sứ quân, ngài say rồi, để ta dìu ngài vào nghỉ. Mắt suối đã cạn khô, sông ngầm đâu đâu cũng là cát chảy, bão cát rất nhanh sẽ nuốt chửng Bạch Thành, đúng không? Ngài, cái ta uống chính là thuốc ảo giác, khiến người ta nghe theo mọi sắp xếp của các cô, đúng không? Ngài, ngài tỉnh rồi sao? Cô phải biết rằng Khiên phụng lệnh vua đi sứ Tây Vực, chịu khổ hơn 10 năm. Nhưng trong 10 năm nay, khi chưa từng từ bỏ sứ mệnh, thuốc của cô chỉ làm ta nhìn thấy phu nhân và con trai của ta mong chờ ta về nhà thế nào, huynh đệ của ta, tùy tùng của ta đã bỏ mạng vì sứ mệnh như thế nào thôi. Lai lịch của Bạch Thành đúng là từng bị nam nhân làm tổn thương, nhưng mà trên những vết thương đó đã mọc ra một đóa hoa độc. Các cô lại dùng thứ hoa độc này ngâm rượu, ngày ngày uống vào, lẽ nào không phải tự lừa mình dối người sao? Cô và Du Sư Mẫu sớm đã biết chuyện suối thánh càng khô phải không? Các cô chẳng thà gọi đợi Bạch Thành quỷ diệt cũng phải cố thủ nữ giới của tổ tiên. Phải, chết khác cũng còn hơn bị nam nhân hại chết. Nữ nhân bọn ta thà chết khác cũng còn hơn nỗi đau bị nam nhân phản bội và tổn thương. Ngài là nam nhân được Nguyệt Thần phái tới Thần Hợp,
không phải ta, là ngài. Nhưng mà ngài thực sự rất khác những tên nam nhân khác. Thần nữ có phải đã tiếp nhận sương mưa của Nguyệt Thần rồi không? Đã nhận. Nếu thực hợp đã hoàn thành, vậy thì chuẩn bị đem người này đến đại lễ Tư Thái Cơ dâng cho Nguyệt Thần đi. Hắn là người được trời chọn, cũng phải dâng cho Nguyệt Thần sao? Thần nữ hôm nay làm sao vậy? Người thực sự muốn phá hoại nữ giới giữ nam nhân này lại sao? Thần nữ không dám. Chỉ là thần nữ cảm thấy người được trời chọn có thể giữ mạng hắn lại được không? Nguồn nước ngầm đã cạn khô. Đây là lời cảnh cáo của Nguyệt Thần dành cho chúng ta. Nếu không dùng hắn để làm hiến tế, Nguyệt Thần sẽ giáng tai họa còn lớn hơn xuống cho chúng ta. Thần nữ, người thực sự định phản bội Nguyệt Thần sao? Ta. Được rồi, mau giải tên nam nhân đó đi. Còn cả đám người đi chung với hắn nữa, cũng đưa tới đàn tế luôn đi. Các người muốn làm gì? Định làm gì? Muốn làm gì? Nếu như thần hợp kết thúc, đêm nay Bạch Thành sẽ bắt đầu hiến tế, tiến hành đại lễ Tư Thái Cơ. Người ở đây đều sẽ tới đàn tế. Chỉ cần bọn họ vừa đi, chúng ta sẽ lẻn vào trong. Lễ tế Tư Thái Cơ nghĩa là sao? Đó là lễ tế gì vậy? Đó là nữ nhân tới một độ tuổi nhất định sẽ phải cắt bỏ chỗ này để dâng cho Nguyệt Thần. Còn có kiểu bái tế này sao? Chẳng còn thiên lý nữa rồi. Bọn họ cảm thấy chỉ cần như vậy là sẽ có thể giống như nam nhân. Nhanh lên, lễ hiến tế Tư Thái Cơ sắp bắt đầu rồi. Nhanh lên không là không kịp. Nam nhân đó đi đâu rồi? Tên nào chứ? Thì ra tên đi chung với Sứ Tiết Đại Hán. Ta không biết. Vừa nãy cậu uống rượu ở gần đây. Mau đi tìm. Tối nay Dương Sư Mẫu muốn hiến tế hắn và Sứ Tiết Đại Hán cho Nguyệt Thần. Mau tìm đi. Đại nhân, đại nhân, ngài đang ở đâu? Tha mạng, tha mạng. Muốn sống thì người phải nghe lời ta. Ta hiểu rồi, ta hiểu. Qua bên này tìm đi. Dạ. Phải làm sao đây? Có thể nam nhân đi chung với Sứ Tiết Đại Hán đó không? Không thấy, ta cũng đang tìm hắn. Các cô qua bên đó tìm đi, để ta tìm bên này. Được. Đi thôi, chúng ta tìm Sứ Tiết Đại Hán. Nằm yên. Các người muốn làm gì? Biết điều một chút đi. Ấn chặt hắn xuống. Nằm yên. Há miệng ra. Tha ngũ dị, mau đi thôi. Đa tạ cô nương đã cứu giúp. Bản đồ của ta đâu? Chắc là cùng chỗ với Tinh Tiết. Cứ rời khỏi đây trước đã. Mau đi thôi. Đi nào. Ừ.
Bên đây. Rõ ràng ta để ở đây mà. Sao lại không thấy nữa? Tình tiết không thể mất được đâu. Ngươi không nhớ nhầm đó chứ? Không nhầm. Không nhầm được. Trừ khi đã bị người khác lấy đi rồi. Ai đó? Thần nữ, mũi tên vừa nãy là do cô bắn sao? Tại sao lại giúp bọn ta? Bởi vì ta muốn các ngài giúp ta một lần. Cô cần bọn ta giúp chuyện gì? Người này là ai? Con trai ta. Nó lớn rồi, ta không thể giấu nó được nữa. Xin ngài đưa nó đi. Con trai của ư? Bạch Thạch không phải không thể cho nam nhân ở lại sao? Năm năm trước ta đã sinh ra nó. Theo tộc quy, sau 100 ngày nó sẽ bị đưa tới chỗ xa dân. Không ngờ nó lại được giữ lại. Thì nữ đó đã theo ta nhiều năm, quấy không nhẫn tâm nhìn ta đau lòng, đã lén lút giữ đứa bé lại. Đây là bí mật động trời của Bạch Thành. Khi ta gặp được sứ quân, biết ngài đến từ Đại Hán, ta đã muốn tìm cơ hội nhờ ngài đưa nó đi. Rời xa chúng tàn hại lẫn nhau này, đi càng xa càng tốt. Nếu như ở lại đây, sớm muộn gì nó cũng sẽ biến thành sa thử, cả đời phải sống lay lớp dưới lòng đất. Sứ quân, làm ơn. Thần nữ hãy mau đứng dậy. Ngài đưa nó đi đi. Đưa nó về Đại Hán, cho dù làm nô lệ hay tùy tùng của ngài cũng được. Sư quân, ngài nói đúng. Nữ giới của Bạch Thành chỉ là do nỗi quốc hận của tổ tiên mà ra. Đến nay việc cố giữ giới luật này là hành động hẹp hòi. Nam nữ vốn âm dương hòa hợp, tuân theo đạo đức luân lý mà tồn tại. Ta chỉ hy vọng nó có thể sống thật khỏe mạnh thôi. Đi theo đại nhân đi. Mẹ ơi, ngài ấy sao bảo vệ con giống như mẹ vậy? Được rồi, chúng ta rời khỏi đây đi. Dù sư mẫu sắp tìm tới đây rồi. Ta biết có một mật đạo, nơi đó có thể ra ngoài. Để ta đưa mọi người đi. Đã tìm khắp nơi rồi vẫn không thấy. Tạm thời mọi người cứ trốn ở đây đi. Lát nữa lễ tế bắt đầu, tất cả mọi người đều sẽ tới Thần Tuyền Cung. Lúc đó mọi người cứ lần theo hang đá này, men theo đó mà ra ngoài. Cứ đi thẳng là được. Mọi người xuyên qua chỗ này. Thằng ngồi gì qua đây. Cẩn thận. Cứ men theo đó sẽ nhìn thấy vách đá vẽ một con chim chết. Ngài chỉ cần đẩy tảng đá ra là có thể ra ngoài rồi. Thần nữ còn muốn ở lại Bạch Thành sao? Ta không còn nơi nào để đi. Không phải cô có thiên tàng đồ sao? Dựa theo chỉ dẫn của nó sẽ có thể tìm được ngôi nhà khác ngay. Không giống gì ngài, thiên tàng đồ chỉ là truyền thuyết tổ tiên để lại. Bọn ta không bản không biết nó ở đâu. Bọn ta chỉ có thể dùng truyền thuyết đó để an ủi mọi người, để mọi người yên tâm mà sống ở đây. Trước giờ chưa từng ai thấy nó. Ba đời thần nữ bọn ta đời đời tương truyền, cũng chỉ biết thiên tàng đồ ở trên vách đá của Thần Tuyền Cung. Nhưng đến nay chưa ai tìm hiểu được bí mật về đó. Vậy nên bọn ta mới cố thủ ở đây.
5 năm làm lễ, thường hợp một lần cũng như đại lễ tư thái cơ. Tất cả là để cầu xin nguyệt thần cho bọn ta chút chỉ dẫn. Và nên bao năm nay các người vẫn đang dùng một truyền thuyết để lừa bọn ta. Bao nhiêu tỉ muội của ta đều bị tàn hại như vậy, cô có biết không? Đại lễ thường hợp 5 năm một lần có liên quan gì đến thiên tàng đồ không? Ta cũng không biết có liên quan gì hay không, nhưng mà ta biết ánh trăng đêm đó có thể chiếu sáng trên vách đá. Rất nhiều truyền thuyết đều là để che giấu sự thật, chỉ là mọi người chưa phát hiện ra mà thôi. Lễ tế khi nào thì bắt đầu? Nửa đêm. Cô đi đâu vậy? Ta đi cứu mụ mụ của ta. Đằng nào bản đồ cũng ở chỗ ta, ta nhất định sẽ đưa nó rời đi. Cáo từ. Đợi đã, mụ mụ cô sắp bị đưa đến sàn tế rồi, cô căn bản không tiếp cận được. Cho dù có phải đồng quy du tận, ta cũng không để mụ mụ ta lên đàn tế tiếp nhận lễ tư thái cơ đâu. Đợi đã nào, những người nào sẽ phải lên đàn tế? Ngoài các cô gái chịu lễ cắt ra thì chỉ có du sư mẫu và ta. Cô xông vào như vậy sẽ rất khó cứu được mụ mụ mình. Ta có cách này, không biết cô có đồng ý không? Người nói đi. Bọn họ là những cô gái được thần lựa chọn. Bọn họ sẽ dâng hiến mọi thứ của mình cho nguyệt thần. Khi ánh trăng bao phủ vách đá sẽ là lúc bọn họ trở thành chiến sĩ. Nguyệt thần ban ơn. Đợi ngày thần hợp, ánh trăng sẽ chiếu xuống đây. Đến nham thạch cũng không che nổi ánh trăng. Nguyệt thần đã đến gần. Chúng ta hãy dâng hiến đại lễ tư thế cơ này cho người đi. Đợi đã. Ta đã biết bí mật của thiên tàng đồ rồi. Lễ tế này có thể dừng lại. Kẻ nào dám quấy rối lễ tế, giết hắn đi. Đại nhân, ta tới cứu ngài đây. Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Thiên tàng đồ các người muốn tìm đang nằm ở trên vách đá này. Hắn nói bậy. Thiên tàng đồ là bản đồ địa lý, là bản đồ thiên tượng ngũ tinh. Cái gọi là thiên tàng đồ
là tấm bản đồ cất giấu trong thiên tượng. Mọi người nhìn lên thì là bản đồ thiên tượng. Từ đây nhìn xuống sẽ là núi non sông ngòi. Vị trí của năm ngôi sao này chỉ thị ngôi sao cao nhất này chính là vị trí bạch thành của mọi người, chính là dùng ngũ tinh định vị phương hướng. Bản đồ địa hình núi non sông ngòi, đừng tin là tên nam nhân đó nói linh tinh. Hắn là do ma quỷ phái tới để mê hoặc lòng người. Giết hết lũ nam nhân ở đây đi. Du sư mẫu, có chuyện gì vậy? Phải đó, xa xa thử lại lên đây hết cả rồi. Bọn họ còn dám ra tay với du nữ, đúng là chán sống mà. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Đừng đánh. Người này là ai? Đừng đánh nữa. Lẽ nào tìm được thiên tàng đồ chưa đủ sao? Có thiên tàng đồ rồi, mọi người có thể tìm một nơi cây cối xum xuê, nước non dùi vào, xây dựng lại gia trang. Không, bọn ta sẽ không rời khỏi đây đâu. Chỉ có ở Bạch Thành, bọn ta mới là những nữ nhân mạnh mẽ thực sự. Sự mạnh mẽ của nữ nhân không phải để trở thành chiến sĩ. Nam nhân cũng không phải kẻ gây hại trời sinh. Trên đời này chỉ khi âm dương ai làm việc nấy, vạn vật mới có thể trường tồn lâu dài. Đúng là nam nhân từng tổn thương mọi người, nhưng đó đã là chuyện rất lâu trước đây. Nhưng đến giờ mọi người vẫn sử dụng cách thức tự tàn hại mình này để duy trì mối hận với nam nhân. Làm vậy có đáng không? Nam nhân các người làm hại nữ nhân bọn ta, rất nhanh các người sẽ quên hết thôi. Nhưng bọn ta thì không. Người có dám nói mình chưa từng tổn thương nữ nhân hay không? Đúng là ta từng làm phu nhân mình tổn thương. Đến nay ta vô cùng hối hận. Nhưng mà ta biết, nếu như cần thiết, ta có thể hy sinh tính mạng này vì nàng ấy. Chiến loạn sẽ khiến bọn ta thương tích đầy mình, nhưng mà những nơi bị thương đó sau khi lành lại sẽ trở thành nơi mạnh mẽ nhất. Nam nhân ở bên nữ nhân là để xây dựng một gia trang ấm áp, chứ không phải để tổn thương lẫn nhau. Bỏ đao xuống đi, đừng tàn sát lẫn nhau nữa. Mọi người đừng nghe hắn nói lời mê hoặc. Nếu không tiến hành đại lễ tư thái cơ, trời sẽ không ban nước xuống. Như vậy tất cả chúng ta đều sẽ chết. Quan đường, chúng ta sẽ bị nguyệt thần bỏ rơi mất. Bà là sợ sau khi rời khỏi đây sẽ mất đi quyền lực du sư mẫu của mình. Bà dùng đại lễ tư thái cơ để mê hoặc mọi người tin những lời dối trá của bà. Nước ở đây sắp cạn khô rồi, mọi người nên lập tức đứng lên đi tìm gia trang mới mới phải. Mọi người đừng tin lời hắn, giết hắn đi. Mọi người thử nghĩ đi, trước đây trong động này từng có nguồn nước đúng không? Nhưng bây giờ nó đã biến mất rồi, không phải sao? Bà ta nói với mọi người là nguyệt thần khống chế nguồn nước. Được, nếu đã như vậy để ta nói mọi người nghe, ta cũng có thể kêu gọi nước thần. Thật sao? Lừa gạt phải không? Sao có thể chứ? Nguyệt thần tại thượng, sứ tiết đại hán Trương Kiên tại đây kêu gọi nước thần. Nhìn kìa, nguyệt thần tại thượng. Đúng là nước thần thật rồi. Tốt quá rồi. Nếu nam nhân cũng có thể kêu gọi nước thần, vậy lời bà ta nói không phải dối trá thì là gì? Du sư mẫu chết rồi.
đã tìm được thiên tàng đồ rồi. Chúng ta đã có thể rời khỏi đây. Từ giờ trở đi, hủy bỏ đại lễ tư thế cơ. Thật sao? Chúng ta có thể rời khỏi đây rồi. Vậy sao? Chúng ta phải tìm một nơi thật tươi đẹp, bắt đầu cuộc sống của Bạch Thành. Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Thần nữ, Trư Khiên xin từ biệt tại đây. Mong thần nữ thượng lộ bình an, sớm xây dựng gia trang mới. Bạch Thành sẽ mãi mãi ghi nhớ sứ quân, không quên ân tái tạo của sứ quân Đại Hán. Hy vọng thần nữ sau này có thể tới Trường An, Khiên nhất định sẽ nghênh đón. Bảo trọng.